Chuyến hành trình đi vào bản đoàn kết xã Đắc Ngo, huyện Tuyết Đức, tỉnh Đắk Nông. Đây là tuyến đường nhựa mới được làm. Như các bạn thấy là phong cảnh ở nơi đây rất là đẹp. Ở trên kia là những cái dãy núi các bạn nhé. Có chị có những